chia Miu Audio trên toàn quốc. Thì em tiếp tục giới thiệu đến quý vị một đôi loa Victor GS303 bass 25 cm nha quý vị. Bass refresh ha. Giờ bằng đấy. Ba quay, một bass 25. Một trung giấy và một trép giấy, một nhôm hết. Thì cái gân này thì về đây em thay rồi ha. Gân này thay gọi gân xịn luôn. Về đây thường cái dòng này nó mục hết quý vị, gân nó mục hết, gân mút mục hết. Quý vị xem ha, cái niềng này còn nguyên của nó hết quý vị, không có sơn tốt gì hết ha. Rất là đẹp luôn, hàng bãi chưa dùng tại Việt Nam. Đây, nó như vậy. Đây, bụi bặm chút xíu ha, cao chút xíu ha. Loa này thì nó cực đẹp luôn nha quý vị. Loa này là đẹp xuất sắc. Đây, quý vị xem này. Quay ra thành quét từng thùng cho quý vị xem ha. Những cái vết chạy nhỏ nhỏ này phải có thôi quý vị. Theo năm tháng mà những cái loa này nó cũng ra mấy chục năm rồi. Loa này thì lỗ hơi nằm phía trước. Phía dưới nó có bốn cái chân cao su ha. Đây quý vị ha, quý vị chép trung nè. Cái niềng này còn rất là đẹp ha, niềng nhôm. Đây quý vị, thành bên đây. Đẹp xuất sắc hết quý vị. Rồi phía sau. Phía sau thì đẹp miễn chơi đi. Phía sau thì như mới luôn. À, như mới luôn. À, đây. Rồi, loa bên đây. Những cái vết chày nhỏ nhỏ thì bắt buộc phải có nha, vì không tránh khỏi được. Đây là những cái loa bãi nó mấy chục năm rồi. Đây, như vậy ha. Nhưng mà đảm bảo nó còn nguyên zin hết luôn quý vị, 100% ha. Cái gần ở dưới thì mục mục theo định mệnh nè, nó phải mục thôi, không có cách nào phải bàn cãi được. Vì sao xuất sắc luôn quý vị, quý vị nhìn thùng như thế này quý vị biết như thế nào rồi ha. Đấy, một bộ loa Victor bass 25 giá trong tầm tiền, xuất sắc, đẹp xuất sắc. Loa này thì giá chỉ có 4 triệu mấy thôi. 8 ohm ha quý vị. 8 ohm 50W. 8 ohm 50W. Thông số nó đây nha. 8 ohm 50W. Kích thước á thì thùng này nó bự nha quý vị, khá bự á. Thùng này để coi chiều ngang nó khoảng 39, chiều ngang 39. Chiều sâu mà gắn căng luôn nó khoảng 34 nha quý vị. Còn chiều cao chắc khoảng 70 quá. À 80 luôn. Chiều cao là 80 nó bị khủng, khá bự ha. Loa này thì em cũng báo luôn, mức giá là 4,5 triệu. Em bao ship toàn quốc cho quý vị ha. Em sẽ đưa ra hai mức giá cho quý vị lựa chọn. Và 4,1 triệu là không bao ship nha. Quý vị chọn giá nào cũng được. 4,5 triệu em bao ship toàn quốc. Loa này khá to nha quý vị. 4,1 triệu thì không bao ship. Loa này lưu ý là hàng bãi chưa dùng tại Việt Nam. Gân em thay rồi, quý vị về chỉ việc dùng thôi, đẹp xuất sắc hết. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.